Hello, xin chào chị và các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con máy cưa xích ha, cưa xích điện xăng hay thì của hãng Makita với mã sản phẩm EA3503S40B. Với con này thì sử dụng cái đường kính lam là 400 nha các bạn, 400mm. Thì bây giờ mình sẽ không có thời gian của bạn, mình sẽ phối hợp thử bên trong đi kèm với máy thì bao gồm những gì và con máy chất lượng ra sao các bạn ha. Đấy. Thì đầu tiên phụ kiện kèm theo như là tua vít đầu mở khóa và một dĩa sợi dây xích hai mặt ha. Rồi catalog hướng dẫn sử dụng phiếu lộ hành của Makita. Và tiếp theo thì một cái bộ ốp trắng lưỡi, đó là bằng nhựa, logo Makita được ghi nhận nổi, khá là đẹp ha. Rồi tiếp tục là một cái lam Makita luôn, hãng ha, logo rất là đẹp, lam 400 ha các bạn ha, rất là dài. Và con này thì rất là thông dụng ha, trên thị trường thì con này rất là thông dụng đấy, cho vật chính của chúng ta đây các bạn ha, nhân vật chính của chúng ta. Thì đầu tiên như bạn thấy thì đây là cái bộ phần vỏ thì được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp của Makita. Bên cạnh đó là cái bộ phần để theo lớp lam, lớp lưỡi rồi ha. Rồi tay cầm phụ, tay cầm công tắc rất khó an toàn ha, rất là xịn đấy, rất khó an toàn đó, bóp vậy là không vào được đâu nha các bạn ha. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng là chúng ta phải đi xuống nó mới bóp được công tắc và máy mới sử dụng được. Rồi tiếp tục tem logo, tem thông số kỹ thuật, tem xuất xứ ha. Rồi tiếp tục thì bên cạnh này thì mã sản phẩm ha và nút khởi động động cơ, khởi động động cơ. Với đây là bình chứa nhiên liệu ha, đây là hai cái bình chứa nhiên liệu hai bên, sẽ phải nhớt ha, hai khi dễ các bạn ha. Đây cho nên mình gọi mở đây các bạn xem đó, chứa nhiên liệu ha. Rồi đấy, con máy thì rất là nhỏ, rất là gọn ha, rất là bền, và thương hiệu Makita thì Nhật Bản như bạn thấy biết thì rất là xịn rồi. Đây, bảo hành 6 tháng. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm về cái dòng sản phẩm máy cưa xích điện xăng của Makita với mã sản phẩm EA3503 nha các bạn ha, thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì là một like, một subscribe để kết động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.